Người hâm mộ Real Madrid chắc hẳn vẫn chưa thể nào quên khoảnh khắc bùng nổ này khi Jude Bellingham ghi bàn quyết định mang về chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho Kền Kền Trắng trước đại kình địch Barcelona. Pha lập công ấy đến vào những phút bù giờ quý giá và nó thực sự khiến cho cầu trường Santiago Bernabeu bùng nổ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Tuy nhiên đã khá lâu rồi, các cổ động viên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không còn được chứng kiến thứ cảm xúc mãnh liệt ấy từ cậu bé. Chính xác là gần 5 tháng trôi qua, ngôi sao người Anh vẫn chưa thể có thêm một lần điền tên lên bảng điện tử, khiến nỗi nhớ về các pha lập công đỉnh cao mà cựu tiền vệ Borussia Dortmund từng mang tới càng trở nên cồn cào trong lòng các khán giả. Vậy tại sao một cầu thủ vốn dĩ có phong độ cực cao trong mùa giải vừa qua là nhân tố chính giúp đội nhà chinh phục cả La Liga lẫn Champions League giờ lại có chuỗi trận tịt ngòi dài đến như vậy ở màu áo câu lạc bộ? Liệu có phải phong độ của cậu bé đã sa sút không phanh hay là còn lý do nào khác nữa? Hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời thông qua đoạn video sau đây. 42 trận đấu, 23 bàn thắng và 13 pha kiến tạo. Đây là thành tích mà Jude Bellingham đã làm được ngay trong mùa giải đầu tiên khoác lên mình chiếc áo của Real Madrid. Từ chỗ bị nghi ngờ về khả năng hòa nhập hay là thích ứng cùng với môi trường bóng đá mới, bản hợp đồng trị giá 105 triệu euro chứng minh cho tất cả thấy rằng bản lĩnh, đẳng cấp là điều mà anh luôn có thừa và cậu bé xứng đáng tới từng xu mà đội bóng Hoàng gia đã bỏ ra cho mình. Quả thực là nhìn cách mà anh tung hoành từ cả La Liga tới Champions League góp công lớn vào cú đúp danh hiệu quý giá của đội nhà, những khán giả dù có khó tính tới mấy cũng phải gật đầu thừa nhận tài năng của cầu thủ mang quốc tịch Anh. Thay vì bó hẹp mình ở khu vực giữa sân như trước đó, Bellingham trong mùa giải vừa qua đã được Carlo Ancelotti khai phá khi chơi như một hộ công, thậm chí là cả tiền đạo ảo, thường xuyên xuất hiện gần hoặc là trong khu vực cấm địa của đối phương. Chính vì được dâng cao, áp sát khung thành nên thành tích ghi bàn lẫn kiến tạo của cậu bé là đặc biệt ấn tượng. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều xuyên suốt quãng thời gian qua. Gần 5 tháng rồi, Bellingham vẫn chưa thể ghi bàn cho đội nhà. Lần gần nhất người ta được thấy anh ăn mừng trong màu áo của Real Madrid diễn ra từ màn so tài với Alaves vào ngày 15 tháng 5, nghĩa là từ mùa giải vừa qua. Kể từ khi mùa bóng mới 2024-2025 khởi tranh, ngôi sao này vẫn chưa có một lần xuất hiện trên bảng tỷ số. Dấu ấn lớn nhất mà anh làm được cũng chỉ có 2 pha kiến tạo sau 8 lần ra sân. Nhiều cổ động viên Kền Kền Trắng chắc hẳn cũng đang tự hỏi rằng tại sao cầu thủ của họ vốn có phong độ thăng hoa cùng với màn trình diễn đỉnh cao đến thế, nay lại kém duyên tới như vậy. Sở dĩ cậu bé tịt ngòi suốt 5 tháng vừa rồi, chủ yếu tới từ cách bố trí từ huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti. Có thể nhìn thấy rõ, ở giai đoạn cuối mùa bóng gần nhất, vị chiến lược gia Italia đã không còn sử dụng nhiều sơ đồ chiến thuật 4-4-2 kim cương, mà dần đổi sang đội hình 4-2-2-2, khiến cậu bé thay vì đá hộ công hay là tiền đạo ảo, dần lui sang cánh, hỗ trợ cho bộ đôi chơi cao nhất gồm Vinicius Junior và Rodrigo. Mùa bóng năm nay, với sự xuất hiện từ bom tấn Kylian Mbappe, Jude Bellingham còn được kéo trở về vị trí tiền vệ trung tâm, vốn là nơi mà anh làm nên tên tuổi của bản thân mình. Đó là điều bắt buộc, bởi Ancelotti muốn có cả ninja rùa, Vinicius lẫn Rodrigo cùng xuất hiện trên sân. Dễ dàng nhận thấy là khi bố trí chơi ở khu vực trung tuyến, nhiệm vụ chính mà Bellingham cần thực hiện là triển khai, phân phối bóng, là chiếc cầu nối trung chuyển giữa hai hàng phòng ngự và tiền đạo. Ngoài ra thì anh còn liên tục phải hỗ trợ phòng ngự để giúp cho đội nhà tránh được những áp lực từ đối phương, sở hữu lại trái bóng nhanh nhất có thể. Minh chứng cho điều này đến từ những thông số mà cậu bé tạo ra, bao gồm việc đứng thứ 3 về số lần cắt bóng, dẫn đầu về số lần tắc bóng mỗi 90 phút tại La Liga. Không ghi bàn, những vai trò của tiền vệ người Anh là cực kỳ quan trọng, bởi anh sẽ luôn xuất hiện tại mọi điểm nóng trên sân, đảm bảo mang tới sự thanh thoát, uyển chuyển, các tình huống chuyển trạng thái nhanh cho đội nhà. Việc bị kéo ra xa hơn khung thành so với mùa giải vừa qua đương nhiên khiến cơ hội ghi bàn của cựu tiền vệ Borussia Dortmund bị giảm đi. Chưa kể tại Real Madrid vào thời điểm này, tất cả đều phải nỗ lực đưa trái bóng thật nhanh hoặc là tạo mọi điều kiện để các ngôi sao hàng công như là Rodrigo, Vinicius hay đặc biệt là Mbappe ghi bàn. Đây là lý do giải thích cho sự sa sút về số pha lập công mà Bellingham tạo ra ở mùa giải năm nay. Anh phải chấp nhận hy sinh bản thân nhiều hơn để phục vụ cho lợi ích từ cả tập thể, nhất là khi mà Mbappe, Vinicius từng có không ít lần dẫm chân nhau vì cùng sở trường đá giặt cánh.
Vì thế, việc cậu bé trải qua gần 5 tháng chưa ghi bàn không phải tới từ việc phong độ gặp vấn đề, mà chủ yếu đến từ cách bố trí của người chỉ đạo câu lạc bộ. Ngôi sao của đội tuyển Anh vẫn đang thi đấu ấn tượng, vẫn có những dấu ấn rõ ràng trong mỗi lần góp mặt. Chỉ là khi anh không thường xuyên điền tên lên bảng điện tử như mùa giải trước, nhiều cổ động viên sẽ cảm thấy có phần xa lạ. Từ đó đặt ra những thắc mắc liên quan tới màn trình diễn của cầu thủ này mà thôi. Khi cần thiết, Jude Bellingham vẫn có thể dâng cao, tiến gần hoặc là xâm nhập bất ngờ vào khu vực cấm địa của đối phương để hy vọng làm nên khác biệt. Tuy nhiên, phương án này chắc chắn sẽ không diễn ra thường xuyên bởi nhiệm vụ chính đòi hỏi cậu bé cần thực hiện vẫn là kiểm soát, triển khai bóng, đảm bảo tuyến giữa của Real Madrid luôn làm chủ được trận đấu. Vấn đề lớn nhất ở câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha hiện tại không phải là chuyện cựu tiền vệ Borussia Dortmund 5 tháng chưa ghi bàn, mà là phải dung hòa được Vinicius Junior cùng với Mbappe, tìm ra phương án tối ưu để phát huy tốt nhất điểm mạnh của bộ đôi ngôi sao kia. Kênh Kênh Trắng đang sở hữu dàn tinh binh thực sự chất lượng và đẳng cấp, với những cái tên là ước ao cho không biết bao câu lạc bộ trên toàn thế giới. Nhìn vào dàn hảo thủ với Tchouameni, Feder Valverde, Jude Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior cùng với Mbappe, có lẽ là mọi hàng phòng ngự sẽ đều phải e dè. Dù cho cậu bé vẫn chưa thể lập công kể từ đầu mùa giải, nhưng chẳng ai dám bỏ quên hay là xem nhẹ ngôi sao tuổi 21. Bởi chỉ một khoảng trống lộ ra, một cơ hội xuất hiện thì chàng trai của nước Anh sẵn sàng gieo sầu cho mọi mảnh lưới. Bất chấp quãng thời gian dài tịt ngòi, Jude Bellingham vẫn chẳng khiến cho Carlo Ancelotti âu lo. Thậm chí là chiến lược gia này còn đang rất hài lòng với những gì mà cầu thủ ấy làm được trên sân cỏ. Những gì mà người thầy mong chờ anh thể hiện tại khu vực trung tuyến, bản hợp đồng trị giá 105 triệu euro đều đã làm rất tốt. Vì thế, chuyện anh lâu rồi chưa xuất hiện trên bảng tỷ số, thực tế cũng chỉ là hiểu lầm. Không phải là tiền vệ này sa sút về mặt phong độ hay là yếu kém về lối chơi, mà là bởi anh đang thích ứng trong vai trò mới mà cũ, phải chấp nhận làm nền nhiều hơn để giúp ích cho cả tập thể. Cứ nhìn cách mà Bellingham vẫn chơi đầy uyển chuyển và sáng tạo trên sân cỏ, ngày anh giải cơn khát bàn thắng tại Real Madrid chắc cũng sẽ sớm thôi. Còn hiện tại thì dù mới chỉ có 2 pha kiến tạo, con số rất ít ỏi so với thành tích 6 bàn sau 7 trận ở La Liga mùa trước, thì cầu thủ ấy vẫn đóng đinh một vị trí nơi đội hình xuất phát. Bởi Ancelotti hiểu rằng ông cần học trò phát huy tốt những gì vốn đang tạo ra hơn là việc liên tục lao về phía trước như mùa giải vừa qua, khi mà câu lạc bộ đã có đủ cái tên làm nhiệm vụ đó.